Chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinlux. Và ngày hôm nay ở trước mặt mình đây, đó là một chiếc đầu xịt được sử dụng gắn trong các thiết bị máy phun xịt rửa, phun thuốc trừ sâu. Mình sẽ review cho các bạn về cái sản phẩm này. Các bạn nhìn thấy ở đây, sản phẩm này có thương hiệu là Amatun và được phân phối bởi Vinlux. Đây phần đầu xịt của chúng ta. Mọi người có thể nhìn thấy này, ở bên ngoài này, lớp vỏ sơn tĩnh điện màu xanh ngọc rất là đẹp và bắt mắt. Và nó sẽ khá là bền theo thời gian. Các cái ốc vít rất là cẩn thận, rất là tỉ mỉ. Đường bắt bo này. Phần đầu xịt ở trên này thì bộ bít tông ở đây là bít tông chrome. Ở đằng trước này thì mình sẽ có các cái van. Van cấp nước, van xả này. Đồng hồ hiển thị áp lực này. Và ở đây thì mình sẽ có dây hồi nước. Tại các cái vị trí này khi mà mọi người sử dụng thì mọi người lưu ý là mình sẽ cho mỡ vào các cái đầu để máy của chúng ta sẽ bền hơn. Và ở trên máy thì sẽ có một cái vị trí để mà chúng ta tra dầu. Đó chính là tại đây. Thì mọi người sẽ tra dầu định kỳ vào cái đầu xịt này để đầu xịt của chúng ta nó sẽ bền. Và trong quá trình sử dụng thì sẽ không gây ra tình trạng trục trặc. Và với model này thì công suất của nó sẽ là 5 HP. Và mình có thể lắp đường motor có công suất từ 3 kW trở lên. Và với chiếc máy này thì lưu lượng nước là khoảng tầm 35 lít trên 1 phút. Và với cái áp lực là từ 25 cho đến 63. Đi kèm theo máy thì mình sẽ có dây cấp nước vào này, có cái chõ lọc rác này, các cái răng phốt đầy đủ ở trong đây. Có các cái ốc đi kèm luôn, ốc vít đi kèm và sẽ kèm theo là một cái bu li để chúng ta lắp với động cơ. Dây cu loa sản phẩm này rất là phù hợp lắp trong các cái máy xịt rửa, máy rửa xe hoặc là lắp trong các cái máy phun thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. Được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm này và cũng như là mua hàng thì mọi người liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc là truy cập vào website maymocviet.vn. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể đến trực tiếp công ty tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội để chúng ta có thể xem trực tiếp sản phẩm cũng như là có những trải nghiệm thực tế với sản phẩm. Và cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.